Cửa hàng đồ cũ châu Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác bộ đôi đồng hồ tủ đứng đến từ thương hiệu Peer. Và đặc biệt thì thương hiệu Peer này được mệnh danh là những viên ngọc trai cho những dòng đồng hồ tủ đứng, đúng với cái tên của nó. Và cả hai chiếc đồng hồ này đều được sản xuất tại Mỹ, đều sở hữu cho mình những kiểu dáng cực kỳ độc đáo và sang trọng. Và với mẫu đầu tiên đây các bác, mẫu ở vị trí đầu tiên, mẫu này được sản xuất vào tháng 3 năm 1987. Sổ phần nội thất với tông màu sáng, được làm bằng chất liệu gỗ xoay kết hợp với những đường gỗ nu được cẩn trên phần đầu này, rất đẹp. Và mẫu thứ hai được sản xuất vào tháng 11 năm 1985. Ở mẫu này thì phần tạ và quả lắc được chạm chỗ cực kỳ bắt mắt, kết hợp với đó là cũng là được làm bằng chất liệu gỗ xoay kết hợp với phần đầu được cẩn gỗ nung tạo hình độc đáo. Đây các bác, cả hai chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Peer là những viên ngọc trai trong những dòng đồng hồ tủ đứng. Và để không để các bác chờ lâu thì em sẽ vào mẫu đầu tiên. Đây các bác, và mẫu đồng hồ Peer với mã số model là 4596860 với mã số series là 3224. Ở vị trí đầu tiên, mẫu đồng hồ này với kích thước tổng thể với chiều cao là 2m02, bề ngang là 57cm, bề dày là 31.3cm. Và mẫu này ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 28.500.000. Mức giá rất mềm để sở hữu một chiếc đồng hồ với kiểu dáng sang trọng. Đặc biệt thì trên quả lắc chiếc đồng hồ này cũng sở hữu phần hoa văn này được điêu khắc. Và phía dưới quả lắc này cũng có một cái tích các bác. Các bác hãy tìm hiểu thêm về phần hoa văn trên quả lắc này. Và về máy móc thì chiếc đồng hồ sở hữu máy chính hãng Peer 3 lỗ, hoạt động quả lắc chạy tuần lên dây, sở hữu 12 gông, 12 búa, 3 bài nhạc, có chế độ silent. Đây các bác, và đặc điểm đẹp trên phần ngoại thức của chiếc đồng hồ này nằm ở phần đầu đây, cùng với tông màu nâu sáng đây, và những đường vân gỗ ẩn nổi của lớp gỗ xoài đây các bác. Và phần đầu này sẽ được cẩn một lớp gỗ nung nhô cao đây, rất đẹp các bác. Ở phần đầu này và ở phần thân của chiếc đồng hồ này được trang bị là hai thước cột đối xứng, và hai thước cột này sẽ được chia ra làm hai. Đây các bác, ở phần đầu này được chia ra ở phần mặt số, và ở hai điểm chia cắt này được trang bị là hai cái nút đồng này, được trang bị những hoa văn miêu tả lại thước cột Corinthian Hy Lạp cổ đại này. Và phần chia cắt này đây cũng được trang bị một cái chi tiết đồng ở đây này, lấy cảm hứng tức là hoa lan tây acastus, rất đẹp các bác. Và ở phần điểm cuối của thức cột cũng được trang bị hoa văn chi tiết đồng, rất đẹp các bác. Phần chân thì được thiết kế cũng khá là cứng cáp, phù hợp với chiếc đồng hồ. Và ở phần kính để thấy được tạ vỏ lắc của chiếc đồng hồ này được trang bị là phần kính được mài giác cạnh này, rất đặc biệt các bác.
và trên chiếc chìa khóa của chiếc đồng hồ này còn được một bản sim của hãng, đây các bác, Pirelli Father Clock. Bây giờ anh sẽ vào phần nội thất bên trong của chiếc đồng hồ. Và đây các bác, đầu tiên là ở phần mặt số này, cực kỳ sang trọng khi sở hữu là 12 chữ số học trò, là những chữ số nổi được mạ vàng mở bực trên cái nền vàng các mờ này với những hoa văn xen kẽ. Phần lồng giữa và bốn góc của mặt số cũng được trang bị những hoa văn, đây, những hoa văn điêu khắc, đây, nó nằm trên cái nền mạ vàng sáng bóng trong đây, rất đẹp. Và phía trên là phần mặt số trang sau, được sở hữu là từ 1 đến 29 là những chữ số nổi hiển thị ngày trong tháng, đây, rất đẹp các bác. Và ba cái tạ của chiếc đồng hồ, đây các bác, trên ba cái tạ này thì cũng có xuất hiện những vết thời gian nhưng không đáng kể. Và phần trọng điểm của nội thất này là chính là phần ngoại lắc đèn size lớn, đây, có hoa văn rất đẹp các bác. Đây, dấu tích để các bác có thể tìm hiểu thêm về hoa văn này. Và trên chiếc đồng hồ này sẽ còn được những, đây, tờ giấy của hãng, đây các bác sẽ để hàng này ở đây, đây cũng catalog, đây, đây chính là hình của chiếc đồng hồ này các bác. Rất đẹp luôn các bạn. Và ở đây thì sẽ còn một được mảnh thư nhỏ của hãng Pia. Đây các bạn. Và một cuốn catalog. Rất giá trị. Và cửa hàng chúng em sẽ giữ nguyên những mảnh siêu này gửi cho các bác để đảm bảo được giá trị nguyên bản của chiếc đồng hồ. Và bây giờ em sẽ mở phần cửa sổ hông và quay kim để cho các bác xem phần búa gõ vào gông tạo âm thanh. Rất hay các bác. Và đây là tờ siêu ghi mã số model, đây số series và ngày sản xuất, đây các bác, tháng và năm sản xuất, đây. Và em xin nhắc lại giá của mẫu đồng hồ kia ở vị trí đầu tiên, mức giá là 28.500.000, mức giá rất mềm để sở hữu một chiếc đồng hồ với kiểu dáng sang trọng, độc đáo, phần âm thanh hay, đặc biệt là chiếc đồng hồ sở hữu phần ngoại lắc được chạm chỗ rất đẹp. Và đến với mẫu ở vị trí thứ hai, mẫu này với mã số model là 458-6860 với số series là 0178, được sản xuất vào tháng 11 năm 1985. Mẫu này với kích thước tổng thể với chiều cao là 2m04, bề ngang là 56,5cm, bề dày là 31,3cm.
Và ở mẫu này thì ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 29.500.000. Mức giá rất mềm. Và chiếc đồng hồ này sổ bộ máy chính hãng, pin 3 lỗ, hoạt động ba lắc, chạy từng lên dây, sở hữu 12 gông, 12 búa, 3 bài nhạc, đặc biệt có chế độ silent. Về phần ngoại thất tổng thể của chiếc đồng hồ này, đây các bác, đầu tiên là ở phần đầu này, một sự khác biệt so với chiếc đồng hồ vị trí đầu tiên là ở chiếc đồng hồ này. Ở phần đầu đội ngũ công theo hình loài cánh tiên nga, thường được các bác gọi là tủ sừng trong. Và mẫu này cũng sở hữu là chất liệu gỗ xoài, được kết hợp với đó là những đường gỗ nu được gắn trên phần đầu này. Và đặc biệt ở mẫu này thì phần đầu được trang bị là gỗ nu nhưng được điêu khắc thủ công bằng tay này để tạo hình lại rất độc đáo này. Và cái hoa văn này nó sẽ tương ứng với phần mẫu sừng trâu này các bác này, cả phần gỗ nu được cận ở đây luôn này, nó sẽ có điểm nhọn giống như là phần đầu trâu này, rất đẹp. Và mẫu này với phần thân được trang bị là hai thước cột đối xứng ở hai bên. Và điểm đầu và điểm cuối của thước cột này được trang bị là hai cái nút hoa văn đồng lớn, cũng miêu tả lại thước cột Corinthine Hy Lạp cổ đại. Đây nhưng còn rất đẹp. Đây các bác, là hai nút hoa văn lớn. Đây các bác, và điểm cuối của thước cột sẽ được trang bị là hai nút hoa văn rất đẹp. Và phần chân cũng được thiết kế khá là phù hợp với chiếc đồng hồ này, tạo chiếc đồng hồ này được thêm sự cứng cáp rất đẹp. Và phần kính để thấy được quả lắc tạ được trang bị là phần kính được mài giác cạnh rất là đẹp luôn. Đây các bác, quả lắc chạm chỗ, tạ chạm chỗ sẽ tạo hiệu ứng cho phần kính được mài giác cạnh này. Đây, rất đẹp. Bây giờ em sẽ vào phần nội thất bên trong của chiếc đồng hồ. Đây các bác, chiếc chìa khóa đây được có dòng chữ thương hiệu là Pin, cũng được tạo hình khá là cầu kỳ. Đây các bác, phần mặt số của chiếc đồng hồ này, đây các bác, được trang bị là 12 chữ số học trò, những chữ số nổi được mạ vàng nổi bật trên nền vàng cát mơ với những hoa văn chi tiết xen kẽ lồng giữa này. Và bốn góc ở hai bên này cũng được trang bị những hoa văn này rất độc đáo. Và mẫu này sẽ khác với mẫu thứ nhất, những hoa văn này được điêu khắc ngay trên bề mặt của các bác chứ không phải là một mảnh hoa văn gắn lên đây. Và đây, và ở phía trên phần mặt số trăng sao này được trang bị những chữ số từ 1 đến 29, là những chữ số đen này được vẽ lên thẳng trên phần mặt nền mạ vàng này. Phần mặt chú số trăng sao cũng được trang bị là những bức họa rất là đẹp. Đây, phần mặt số này thì được trang bị là hai bức họa con thuyền. Đây, rất đẹp. Tạ chạm chỗ, đây, cực kỳ bắt mắt các bác. Đây, đây một điểm đẹp trên chiếc đồng hồ kia ở vị trí thứ hai. Quả lắc này được trang bị hoa văn này, hình mặt là mặt sư tử các bác, tạo sự oai vệ chiếc đồng hồ này rất đẹp. Và trên chiếc đồng hồ này thì còn sở hữu này đầy đủ những tờ giấy của hãng thư ngõ, một cái catalog
và khi em gửi hàng cho các bác thì em sẽ đặt hết những cái mảnh giấy này vào trong cái phong bì này để gửi cho các bác. Đầy đủ đây, 4 tờ giấy và 1 chìa khóa lên dây. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ này, đồng thời em sẽ quay trực tiếp vào phần máy để các bác. Số model, mã số series và ngày tháng sản xuất ở đây các bác, tháng 11 năm 1985. Chiếc đồng hồ tủ đứng ở vị trí thứ hai với mã số model là 4586860. Ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 29.500.000. Và do thời lượng khá dài nên em không thể chuyển nhạc được cho các bác nghe cả hai bài. Mà chỉ với mức giá là 28.500.000 với mọi vị trí đầu tiên, mức giá 29.500.000 và mọi vị trí thứ hai. Này, mức giá khá mềm để sở hữu một chiếc đồng hồ tủ đứng đến từ thương hiệu Bia, cực kỳ độc đáo này. Các bác nào quan tâm và muốn sở hữu ngay một trong hai chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay với em đến số hotline 0909255303 hoặc 0909255303, hoặc các bác có thể địa chỉ cửa hàng cho mấy mã số 280C Phạm Thiện, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp một trong hai chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video, các nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh em phát triển được để làm thêm nhiều những clip hay hơn các bác xem. Cảm ơn các bác.